Xin chào tất cả các bạn, mình là Huy đến từ Naslai. Và điều đầu tiên, mình xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến sự ủng hộ của mọi người đã dành cho Naslai trong thời gian qua. Với video lần này, mình sẽ giải đáp thắc mắc mà hầu hết mọi người đều đã đặt ra cho Naslai, đó là làm hiệu ứng theo phong cách của Naslai có lâu không? Và chắc mọi người đều đã đoán trước được rằng mình sẽ trả lời là không. Tại sao lại như vậy? Đến với Naslai, các bạn sẽ được cung cấp rất nhiều những công cụ được cài thêm vào PowerPoint do chính Naslai viết cũng như của các phần mềm khác trên thế giới. Với những công cụ này, các bạn sẽ rút ngắn được rất nhiều các thao tác và tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong quá trình thiết kế slide, đặc biệt là khi chúng ta tạo hiệu ứng cho các đối tượng. Ví dụ như trên slide này, mình đang có rất nhiều vật thể và bây giờ mình sẽ thử tạo hiệu ứng cho chúng bằng công cụ của Naslai nhé. Trước tiên, mình chỉ cần tạo hiệu ứng cho một vật thể đầu tiên, đó là vật thể làm mẫu, như các bạn đã thấy. Sau đó, mình chỉ cần chọn những vật thể còn lại và sử dụng công cụ của Naslai để tạo hiệu ứng. Đó, các bạn có thể thấy. Đây là công cụ do Naslai viết và bây giờ chúng ta sẽ được những hiệu ứng như thế này. Đó. Tương tự, bây giờ mình sẽ tạo hiệu ứng cho những đối tượng ở bên này. Mình sẽ làm tương tự sử dụng công cụ của Naslai. Đó. Bây giờ mình sẽ thử chạy nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển những đối tượng này sang đối tượng của đống tiền này. Rồi, và bây giờ mình sẽ có được hiệu ứng như thế này. Đó, rất đơn giản đúng không ạ? Đến với Naslai, các bạn sẽ có thể tạo được những hiệu ứng như thế này mà chưa mất đến 1 phút. Hẹn gặp lại các bạn trong những khóa học tới của Naslai để chúng ta có thể cùng trải nghiệm những công cụ như thế này nhé. Và bây giờ sẽ là đoạn video nói về quá trình mình nghịch hiệu ứng để tạo ra đoạn intro cho Naslai. Chúng ta cùng theo dõi nhé.